Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn được hãng tin Sky News phát sóng hôm 28 tháng 4, Thủ tướng Kalash nói, chúng ta không nên sợ về sức mạnh của chính mình. Nga nói động thái này hay động thái kia là leo thang, nhưng phòng thủ không phải là leo thang. Tôi muốn nói chúng ta nên cân nhắc tất cả các lựa chọn, chúng ta có thể làm gì hơn nữa để thực sự giúp Ukraine giành phần thắng. Theo bà Kalash, Nga muốn đe dọa chúng tôi và khiến phương Tây kiềm chế những quyết định mà chúng tôi sẽ đưa ra để ủng hộ Ukraine sự đoàn kết của phương tây mọi thứ thực sự khiến nga vô cùng khó chịu bà kalas nói thêm họ muốn chúng tôi sợ hãi và phản ứng duy nhất là chúng tôi không sợ hãi chúng tôi cần hành động theo những gì đúng đắn hồi đầu tuần tổng thống pháp emmanuel macron tuyên bố nato không nên loại trừ việc điều quân tới ukraine hoặc bất kỳ lựa chọn nào khác hầu hết các thành viên của liên minh quân sự do mỹ đứng đầu đã lên tiếng bác bỏ ý tưởng trên Hiện tại, chỉ có hai nước, là Estonia và Lithuania, có những tuyên bố ám chỉ sự ủng hộ đối với ý tưởng của Tổng thống Macron nhằm tăng cường hỗ trợ cho Kiev ngoài việc cung cấp vũ khí, đạn dược và tiền bạc. Hôm 27 tháng 2, Ngoại trưởng Lithuania, Gabrielius Lembergis, kêu gọi NATO suy nghĩ sáng tạo hơn. Trong khi đó, bà Linas Linkevicius, đại sứ Lithuania tại Thụy Điển, cho biết NATO sẽ vô hiệu hóa vùng đất Kaliningrad của Nga nếu Moscow dám thách thức NATO. Estonia hiện có khoảng 4.200 binh sĩ tại ngũ. Về mặt lý thuyết, Estonia có thể mở rộng thành quân đội thời chiến lên 43.000 người. Theo ước tính của Nga, trong 6 tháng tiến hành phản công vào năm 2023, Ukraine hứng chịu 125.000 thương vong. Chính phủ Ukraine thường đưa ra con số tổn thất thấp hơn so với Nga tuyên bố. Nhưng vào tháng 12 năm 2023, Tổng thống Zelensky cho biết Kiev cần thêm 500.000 quân ở mặt trận. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ vào tháng 2 năm 2022, Mỹ và các đồng minh đã gửi viện trợ tài chính, quân sự và vật chất trị giá hơn 200 tỷ đô la Mỹ cho Kiev. Ukraine đã nhiều lần lên tiếng đề nghị các nước phương Tây hỗ trợ thêm tiền, vũ khí và đạn dược như tên lửa chống tăng, pháo binh, bệ phóng tên lửa, hệ thống phòng không, xe tăng và các tiêm kích hiện đại như F-16 do Mỹ sản xuất để đối phó với Nga. Moscow cũng đã vạch ra giới hạn đỏ với F-16 khi nhấn mạnh tiêm kích này có thể được trang bị bom hạt nhân. Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan cho hay nước này không áp hạn chế nào khi chuyển vũ khí cho Ukraine, kể cả việc dùng chúng để tập kích lãnh thổ Nga. Trong cuộc phỏng vấn vào ngày 29 tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Hakkinen cho hay Ukraine hoàn toàn có thể sử dụng vũ khí do nước này cung cấp để tập kích các mục tiêu trên lãnh thổ Nga, điều mà Tổng thống Vladimir Putin từng coi là làn danh đỏ theo ông Hakkanen, một số nước chuyển giao vũ khí tầm xa cho Ukraine đã áp đặt hạn chế để ngăn Kiev dùng chúng tấn công lãnh thổ Nga. Nhưng Helsinki không làm như vậy và không đưa ra điều kiện kèm theo nào khi viện trợ quân sự cho Ukraine. Bộ trưởng Hakkanen cho hay tất nhiên các quốc gia lớn đã cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine có quyền yêu cầu Kiev phải sử dụng chúng như thế nào. Phần Lan, quốc gia mới gia nhập NATO năm ngoái, đã công bố tổng cộng là 22 gói viện trợ quân sự cho Ukraine từ đầu xung đột, gần nhất là khoản viện trợ trị giá 205 triệu đô la Mỹ hồi tháng 2. Tuy nhiên, nước này không tiết lộ thông tin chi tiết về thành phần vũ khí trong các gói viện trợ với lý do an ninh. Nghị sĩ Phần Lan Jukka Kopra vào ngày 29 tháng 2 cũng nói rằng Ukraine nên sử dụng khí tài do Helsinki cung cấp để tập kích các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga trong trường hợp Kiev thấy cần thiết. Nếu họ không làm như thế, các mục tiêu quân sự đó sẽ tấn công Ukraine, ông Kopra cho hay. Ukraine đang tiến hành cuộc chiến phòng vệ hoàn toàn hợp pháp. Hiến trương của Liên Hợp Quốc cho phép tấn công các mục tiêu quân sự xuyên biên giới đất liền. Bình luận được giới chức Phần Lan đưa ra hơn một tuần sau khi Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định Ukraine có quyền tấn công mục tiêu quân sự Nga bên ngoài lãnh thổ, kể cả bằng các loại vũ khí do phương Tây cung cấp. Đây là lần đầu tiên ông Stoltenberg công khai ủng hộ Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng khí tài phương Tây. Điều này có thể vượt qua làn danh đỏ mà Tổng thống Putin vạch ra. Ông nhiều lần cảnh báo Ukraine không được sử dụng khí tài do Mỹ và đồng minh chuyển giao để tấn công lãnh thổ Nga, cho rằng điều này có thể khiến xung đột leo thang. Trong thông điệp liên bang vào ngày 29 tháng 2, Tổng thống Putin cáo buộc phương Tây đang tìm cách làm suy yếu Nga, đồng thời cảnh báo hậu quả của việc can thiệp vào nước này sẽ thảm khốc hơn so với những giai đoạn trước và có thể dẫn đến chiến tranh hạt nhân. Mỹ và các nước thành viên NATO từng trì hoãn chuyển giao nhiều loại vũ khí tầm xa cho Ukraine vì sợ rằng Kiev có thể sử dụng chúng để tấn công mục tiêu bên ngoài lãnh thổ khiến chiến sự vượt tầm kiểm soát. Tuy nhiên quan điểm này dần thay đổi khi chiến sự tiếp tục kéo dài. Pháp, Anh năm ngoái đã cung cấp cho Ukraine tên lửa Storm Shadow (SCALP EG) có tầm bắn 250 tới 560 km, trong khi Washington cũng chuyển giao cho Kiev phiên bản ATACMS tầm bắn 165 km. Mỹ sắp tới dự kiến chuyển giao cho Ukraine thêm một mẫu tên lửa có tầm bắn 300-500 km để trang bị cho tiêm kích F-16 mà nước này chuẩn bị nhận, có thể là dòng AGM-158A-GASSM. Quân đội Nga vẫn duy trì được đà tiến công sau khi Ukraine rút khỏi thị trấn Avdiivka ở Donetsk vào ngày 17 tháng 2. Kiev cho rằng một phần nguyên nhân dẫn đến động thái trên là do thiếu đạn dược, những tiến bộ của Moscow kể từ đó đã tăng dần và dù không nhanh chóng trong ngắn hạn, nhưng việc phương Tây trì hoãn viện trợ cho Kiev có thể trao cho Nga sự chủ động. Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Washington nhận định các lực lượng của Nga đang khai thác những cơ hội chiến thuật mở ra sau khi giành được áp và đang cố gắng tiến công xa nhất có thể trong khu vực xung quanh, trước khi các lực lượng của Ukraine thiết lập các phòng tuyến kiên cố hơn Trước đó, nhóm chiến đấu Tablis của Ukraine, ông Dmytro Likovy cho biết, quân đội nước này đã rút khỏi Sipov cách Abdipka 12 km về phía bắc. Trong khi đó, các nguồn tin của Nga cũng xác nhận việc Moscow giành được Tonenki ở Việt Nam và các khu vực xung quanh. Jeff Fenton, nhà phân tích tình báo cấp cao của công ty an ninh Global cho biết, Abdipka là một chiến thắng cay đắng, nhưng dù sao cũng là một chiến thắng. Khu vực phía sau nó bằng phẳng hơn và việc xuyên thủng thành trì này đặt câu hỏi về chiến lược tổng thể của Ukraine trong bối cảnh gói hỗ trợ của Mỹ đang bế tắc tại Quốc hội. Thượng viện Mỹ ủng hộ dự luật viện trợ trị giá 95 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, Israel và Đài Loan, Trung Quốc vào ngày 13 tháng 2, trong đó hơn 60 tỷ đô la Mỹ được phân bổ cho Ukraine tuy nhiên nó vẫn cần sự chấp thuận của hạ viện chủ tịch hạ viện mike johnson thuộc đảng cộng hòa phải đối mặt với sức ép ngày càng tăng từ các đảng viên dân chủ tại quốc hội nhà trắng và thậm chí cả các thượng nghị sĩ cùng đảng ở thượng viện về việc đưa dự luật viện trợ cho ukraine ra bỏ phiếu tại hạ viện mặc dù vậy ông mike johnson vẫn khẳng định quốc hội sẽ không thông qua gói viện trợ mới cho ukraine nếu không cải cách chính sách nhập cư của mỹ Nghị sĩ này lập luận việc tăng cường an ninh biên giới của Mỹ là ưu tiên cấp bách hơn là hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Theo China Daily và Ati, ông Mike Johnson cho biết như vậy sau cuộc gặp với Tổng thống Joe Biden tại Nhà Trắng hôm 27 tháng 2. Ông Johnson nhấn mạnh Đảng Cộng hòa tại Hạ viện sẽ không phê duyệt viện trợ nước ngoài nếu Đảng Dân Chủ không thỏa hiệp về vấn đề biên giới. Tuyên bố trên chương trình Face the Nation, ông Johnson nói, ưu tiên đối với tôi là nước Mỹ và biên giới của chúng ta. Bây giờ, tôi ủng hộ việc có thể đảm bảo cho Ukraine có vũ khí mà họ cần, nhưng trước tiên tôi kiên quyết ủng hộ vấn đề biên giới trước. Nhà phân tích Fentert nhận định với Newsweek, nếu dự luật viện trợ không được thông qua sớm, sẽ có thêm những nơi như Abdipka khi Nga cố gắng nắm bắt cơ hội để củng cố lợi ích của mình ở Donetsk. Nhà phân tích quân sự Mike Kopman, học giả cấp cao tại Quỹ Kennedy vì Hòa bình Quốc tế, cho rằng Ukraine không có phòng tuyến thứ cấp tốt và đang cố thủ phía sau dọc tiền tuyến. Đằng sau ca, Ukraine có một số phòng tuyến nhưng không mạnh. Quân đội Nga có lẽ hết đà tiến công, nhưng mặt khác, nếu họ có thể duy trì các cuộc tấn công trong năm tới, thì họ sẽ giành được ngày càng nhiều lãnh thổ, ông Kopman nói. Tuần này, Tổng thống Zelensky lần đầu tiên tiết lộ con số thương vong chính thức của Ukraine khi cho biết 31.000 binh lính Ukraine đã tử trận, mặc dù các ước tính của phương Tây cho rằng con số này có thể cao hơn nhiều. Quyết định của Ukraine vì nhu cầu kinh tế và nhân khẩu học nên không huy động toàn bộ bộ phận dân số trẻ đã gây ra vấn đề trong giao tranh vì tương lai đất nước, chủ yếu đang đặt lên vai những người trong độ tuổi từ 40 tới 45. Ông Fenchert nói, Tổng thống Zelensky chưa thay đổi các mục tiêu chính trị, đã tuyên bố về việc giải phóng toàn bộ lãnh thổ. Thật khó để nói với những người trẻ rằng họ cần hy sinh trong những trận giao tranh ác liệt như Bakhmut hay Abdiqa để duy trì hiện trạng, thay vì hy sinh để có được một chiến thắng rõ ràng. Ukraine bị áp đảo cả về quân số và vũ khí dọc tiền tuyến, trong khi Tổng thống Zelensky đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Kỳ ép cần thực hiện một chiến lược phòng thủ chủ động, ông Fenzer cho hay. Đồng thời nhận định, Nga chỉ có thể tiến công tại những khu vực mà họ có ưu thế về hỏa lực và lực lượng. Khả năng của Ukraine nhằm ngăn chặn cuộc tiến công của Nga sẽ phụ thuộc vào việc phương Tây cung cấp các vũ khí tầm xa và những hệ thống có khả năng phá hủy các phương tiện của đối phương trong những phương tiện được kỳ vọng sẽ tạo khác biệt trên chiến trường có tiêm kích F-16 mà Tổng thống Zelensky đã cho biết trong một video tuần trước rằng chúng sẽ sớm được triển khai. Đan Mạch và Hà Lan nằm trong nhóm các quốc gia cam kết hỗ trợ hàng chục tiêm kích tiên tiến này, nhưng việc đó có thể sẽ mất thời gian trước khi chúng hỗ trợ những nỗ lực của Ukraine. Tiêm kích F-16 thực sự có tác động đáng kể trên không và trên mặt đất ở Ukraine, nhưng đừng hy vọng vào tác động đó cho đến nửa sau năm 2024 tướng Mỹ đã nghỉ hưu Golden Skip David cho hay. Theo ông, gần cuối năm 2024, khi có nhiều phi công được huấn luyện và nhiều tiêm kích F-16 được cung cấp hơn, Ukraine có lẽ sẽ thành công trong việc vận hành một số phi đội và nhận ra tác động lớn hơn trên chiến trường. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.